lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Và đến đây đêm hoan ca mừng khánh thành nhà thờ giáo xứ Bình Sơn và kỷ niệm 115 năm thành lập giáo xứ Bình Sơn cũng xin được khép lại. Một lần nữa chúng con xin được trân trọng cảm ơn quý cha, quý khách, quý hội đồng mục vụ, quý hội đoàn cùng toàn thể các ca sĩ, diễn viên, các nghệ sĩ đã cùng tham gia trong đêm hoan ca ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý cộng đoàn. Kính chúc quý cộng đoàn có một giấc ngủ thật ngon và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt của đêm hôm nay trong suốt cuộc đời của quý vị. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.